Đây là chương trình bên dòng thời sự được phát hình trên đài IBC băng tần 57.19. Cá nhân chúng tôi là Phan Điệp. Và chúng tôi là Tống Phước Hiến. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời anh Hiến trình bày tiếp những vấn đề mà vừa qua anh đã có nói đến. Dạ, thưa anh. Dạ, trong cái chế độ cộng sản thì ai cũng biết nó là ăn cướp. Nhưng cướp như thế nào? Có hai loại ăn cướp. Ăn cướp hợp pháp và ăn cướp bất hợp pháp. Nó bắt người dân phải chấp nhận cái chuyện ăn cướp của nó là ăn cướp hợp pháp. Vậy làm sao biết nó hợp pháp? Hợp pháp nghĩa là cái ngoài hành động ăn cướp của nó được pháp hóa cho phép. Khi mà pháp được luật pháp cho phép thì ăn cướp đó là một thứ ăn cướp hợp pháp. Cứ như vậy, chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói rằng Cộng sản Việt Nam đã luật pháp hóa cái hình thức ngoài hành vi ăn cướp của chúng nó. Vậy thì pháp hóa như thế nào? Thứ nhất là chúng nó yêu cầu nộp tiền tham ô để không bị truy tố. Tức là nếu mà ăn cướp tham nhũng, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của dân, của công quyền không cần biết, hệ nạp lại tiền thì được miễn truy tố hình sự. Và nạp bao nhiêu, phần chi tiết chúng tôi sẽ trình bày. Kính thưa, theo nguyên tắc công quyền của tất cả mọi công dân, mọi cái chính quyền trên thế giới thì mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Hễ bất cứ chức vụ nào không cần biết, hễ anh vi phạm thì chiếu theo luật mà cứ thi hành. Sau đó tình trạng giảm khinh hay là giá trọng là tùy theo tình trước một để ứng dụng trong cái hoàn cảnh mà phạm pháp của cái người đó. Nhưng mà tại hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng vào sáng ngày 30 tháng 6 2022 thì tên Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, xin nhắc lại, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đề nghị nếu cán bộ sai phạm mà nộp lại một khoản tiền lớn thì cái nộp tiền đó gọi là tiền khắc phục. Tiền nộp lại đó là gọi là tiền khắc phục hậu quả để tránh không bị truy tố về hình sự. Kính thưa quý vị, trong cái bộ hình luật ban hành của Cộng sản ban hành năm 2015 thì khoảng C của điều 40 nói về hình phạt tử hình. Đây, hình phạt tử hình quy định cho những người bị kết án từng tử hình về tội tham ô tài sản. Thì tội nhận hối lộ mà sau khi để bị kết án và để chịu xin nộp phạt lại 3/4 tài sản tham ô đó, hối lộ đó, và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc điều tra tội phạm thì không thi hành án tử hình. Nghĩa là nạp 3/4 là khỏi bị án tử hình. Nghĩa là điều luật này chỉ áp dụng cho những tên tham quan ô lại bị án tử hình. Người dân không có gì hết, chỉ có tham quan ô lại nạp thì được cái thoát án tử hình. Sau đó chưa hết, sau đó là có thêm một nghị định nữa là gọi là nghị quyết 3/2020 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 2021. Thì án tham nhũng nào cũng được thi hành ở mức án như vừa mới nói, tức là không, hồi trước chỉ tử hình thôi, sau bất cứ án nào hệ nạp 3/4 thì được xóa tội. Theo như guồng máy hợp pháp lý của bảo quyền cộng sản thì hệ cán bộ chúng có bất cứ cấp nào cũng được, miễn là có điều kiện hợp pháp để mà tham nhũng thì sau đó nạp là 3/4 là coi như trạng án. Chúng ta thấy rằng cuộc đời của những tên cán bộ cộng sản là cuộc đời của những tên tham nhũng trắng trợn, tên tham quan ô lại, rất tham nhũng rất là táo tợn. Nhưng chỉ một lần mà bị bắt thì nạp là 3/4 tiền là về. Còn những lần trước không tính nghe, những lần khác không tính. Nếu trong đời của một tên cán bộ cộng sản một lần bị bắt gặp thì chỉ xin nộp lại 3/4 là coi như không truy tố nữa. Chúng ta thử tưởng tượng
Đối với cộng sản, 1 triệu đô la là chuyện bình thường. Hối lộ cho nó 1 triệu đô la là chuyện bình thường. Tôi lấy ít nhất là 1 triệu đô la cho một tên tham quan, ít nhất là không thể nào giữ được nữa. 1 triệu đô la, nếu mà nạp đi 3/4, có nghĩa là nạp 700 ngàn, thì nó còn lại 300 ngàn. 300 ngàn đô la hưởng, nhưng mà chưa nói hết nghe. Trong luật là nó chỉ nạp đã 3/4 và không bị truy tố, có nghĩa là có thể bị mất chức hoặc có thể còn tài chức. Cái là còn tùy theo cái 300 ngàn đô la nó còn được đóng cho mấy thằng anh nó không. Nếu mà nó đóng thì tiếp tục tài chức, nếu không đóng thì theo đó mà bị cách chức. Và nếu cách chức mà đóng tiền nữa thì lại tiếp tục tài chức. Tức là một quần mày tham quan ô lại một cách trắng trời và vô cùng lưu manh. Chỉ có một, tôi nói là một tên người ăn một đời của nó một lần thôi, nhiều lần mà một lần thôi, 1 triệu đô la thôi, thì nó còn được 300 ngàn. Và nó không bị truy tố tội hành, nó vẫn còn nguyên giữ chức, còn tài chức đó. Nếu bị cách chức vì chưa đóng tiền, nếu đóng tiền thì được trở lại phục vụ và có thể cho thăng chức cao hơn. Một chế độ lưu manh trắng trợn như vậy, bây giờ để chứng tỏ chúng nó là thanh sạch, cái yêu cầu người dân là hợp tác chúng nó tố kẻ tham nhũng. Tố kẻ tham nhũng mà chúng nó lại tố kẻ tham nhũng nó là 3/4 là quá như huê. Và còn lại chức, nếu mà còn lại chức mà bị biết thằng nào mà tố nó là chết cuộc đời của cái người tố đó. Một cái chế độ khủng khiếp như vậy đó. Nhưng mà tại sao nó yêu cầu như vậy? Bởi vì nó muốn hù những thằng cán bộ cộng sản với nhau. Ok, nếu mà mày không khai, không tự động nạp thì dân, tai mặt dân sẽ nạp lại, sẽ thưa lại tụi tao, tụi tao sẽ chơi tụi tao chết luôn. Cho nên chi vì sợ rút dây động rừng mà tụi cộng sản tự động nạp tiền. Và để hoàn thiện cái cơ chế gọi là tố dân tố giác, thì Quốc hội Việt Cộng cũng có ý kiến về cơ sở dữ liệu quốc gia, kiểm soát tài sản, kê khai phải minh bạch và phải giải trích nguồn gốc tài sản. Nhưng mà Quốc hội thì nói vậy, nhưng mà đoàn sau Quốc hội á, là tài sản cán bộ là thuộc bí mật quốc gia. Nên là cái trước đá cái sau, yêu cầu phải minh bạch tài sản, nhưng mà tài sản của cán bộ cộng sản á, lại là bí mật quốc gia. Và phải giải thích tại sao lương chỉ 10 triệu mà tài sản cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ và xây nhà biệt thự. Thì nó giải thích rồi nó đi buôn chuột đốt đó. Nó buôn chuột đốt và đi xe ôm. Tỉnh ủy, cán sở là tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy đi xe ôm để được xây nhà. Thì cái điều đó nói với cũng nick nghe cho mà làm sao nghe được. Tháng 4 vừa rồi, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản ban hành một thông báo số 12 về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mới. Tại phần kết luận có dẫn luật phòng chống tham nhũng vào năm 2018 quy định công dân có quyền và nghĩa vụ phát hiện tố cáo hành vi tham nhũng, yêu cầu cơ quan chính quyền phải khuyến khích và bảo vệ người dân. Nhưng hình ảnh của anh đại ủy công an như thế nào và bao nhiêu người đã tố cáo tham nhũng thì đã bị cộng sản hùa với nhau và nó tiêu diệt cái thành phần đó. Phần này, phần tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục thưa trình quý vị. Tuy nhiên giờ này đã hết giờ, chúng tôi xin chia tay quý vị ở phần 1 và phần 2 xin quý vị tiếp tục giữ đàn sóng để cùng chúng tôi ở phần 2. Trân trọng kính cảm ơn quý vị việc giữ đàn sóng để tiếp tục với chúng tôi ở phần 2. Ở phần 2, chúng tôi đưa ra những hình ảnh rất rõ ràng là vấn đề đất đai nó tham nhũng như thế nào. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong cái tham ô của các cán bộ cộng sản. Phần này anh Điệp trình bày chi tiết cùng quý vị, thưa anh. Dạ, kính thưa anh, kính thưa quý vị, thưa anh, trong cái phần 1 anh có trình bày về vấn đề mà các cái cán bộ cộng sản mà bị bắt giam, bị xử tội vì các cái vấn đề tham nhũng mà bây giờ họ chỉ nạp lại khoảng 2/3 của cái tài sản họ và 3/4 cái tài sản của họ thì họ có thể trắng án. Thì thưa anh, mới sáng nay khi tôi đọc tài liệu thì ông Nguyễn Đức Chung là tướng công an và chủ tịch
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang bị cầm tù và vì nhiều tội. Và mới đây thì ông kêu oan, ông cho rằng là trong các cái việc mà mua các cái chất mà hóa học để mà làm sạch các cái ao hồ ô nhiễm ở trong thành phố Hà Nội thì ông lạm quyền, ông đưa cho cái công ty nhà của ông để mà gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 16 tỷ. Thì số tiền này lúc đầu ông không nhận cái lỗi của mình, nhưng bây giờ ông đã hoàn một cái phần nào đã hoàn trả cái số tiền bồi thường thiệt hại cho nhà nước. Và trong cái phần phụ thêm là ông có nộp thêm 40.000 cái trang tài liệu và nói rằng là ông có công với lại cách mạng, có công với nhà nước cộng sản, và ông có nhiều cái huy chương để ông xin giảm tội. Và bây giờ cái tòa án đã chấp nhận và cứu xét cho ông giảm tội. Và cộng thêm vào đó thì có cái hồ sơ về y khoa là nói là ông bị bệnh ung thư. Thứ nhất là ung thư dạ ruột, và thứ hai là về nhiễm về ung thư phổi. Thì đây là một cái vụ án có thể nói là vụ án điểm, để người ta thấy rằng là cộng sản họ tìm mọi cách để họ giảm nhẹ cái hình phạt, giảm có khi là trắng tội đối với là các cái người của họ. Và nhất hạn là bây giờ mới nghe là một cái ông mà phụ trách về vấn đề là kiểm soát và tòa án của chế độ Hà Nội, ông bảo rằng là nên chấp nhận cho các cái cán bộ viên chức đảng viên bồi thường để mà giảm nhẹ cái tội về hình sự. Rõ ràng là công khai chứ không có phải còn ở trong vòng mà bí mật, nghĩa là họ với nhau, mà đây là một chính sách. Đó là nói về cái vấn đề mà tham nhũng về phương diện mà họ tha thứ cho nhau. Thứ hai, thưa anh, thì mới vừa lùm xùm cách đây 1-2 ngày là có cái tin là ông Phạm Nhật Vượng là đại khái là ông là coi như CEO của cái công tập đoàn Vingroup, thì bị ở trên mạng nó tuyên truyền láo khoét theo lời của Cộng sản Việt Nam là công an đã giữ hộ chiếu và cấm ông xuất cảnh. Thì cái việc này đã làm cho cái cổ phiếu của Vingroup đã hạ có thể nói từ 2-5%, và cái tài sản của ông cũng sụt giảm. Thì bây giờ Bộ Công an đã đính chính rằng là không có, cái việc này là không có, và họ bắt một cái người tung cái tin ở trên hệ thống mạng xã hội, và có thêm 9 người nữa là đại khái là trong cái chuyện mà tung tin giả này có thể là 10 người. Tuy nhiên nếu chúng ta nhớ lại rằng là đối với cộng sản, những cái gì mà họ đính chánh thì sau đó sẽ thành sự thật. Từ đính chánh là không có đổi tiền, từ đính chánh là không có bắt người này, không có bắt người kia, nhưng cuối cùng các người đấy sổ khám, như cái chuyện mà chúng ta thấy rằng các cái ông mà chủ tịch của hãng hàng không Air Bamboo, Trịnh Văn Quyết và các cái người đầu tư ở trong bất động sản. Thì thưa anh, mới đây ở trên đài BBC có đăng một cái bài của một ông luật sư, là ông nói rằng là cái luật đất đai là vấn đề tham nhũng, và bây giờ là đối với lại chính quyền Hà Nội thì họ nêu ra một cái vấn đề là có thể nói để mà giảm cái việc này là trong cái nghị quyết thứ 18 là tăng cái vai trò của người dân trong cái việc giám sát cái chính sách về đất đai. Thưa anh, thật sự ra những người quan chức hoặc là những người trí thức, những người mà có những cái tiếng nói có thể nói là có trọng lượng ở Việt Nam, thì lúc nào họ cũng cho rằng cần phải có cái vai trò của cái người dân ở trong mọi các vấn đề để mà giám sát. Nhưng mà theo tôi, thưa anh, người dân ở trong đất nước Việt Nam Cộng sản không có một giá trị chi cả. Chẳng qua họ chỉ là một con người, họ có cử động, họ ăn, họ uống, họ ngủ nghỉ, họ sinh hoạt, họ làm ăn buôn bán. Nhưng mà nói về cái quyền của người công dân ở trong nước Cộng sản, hoặc giả là những cái tự do mà căn bản, tôi nghĩ là hoàn toàn không có. Và có chăng chẳng qua chỉ là đầu môi chót lưỡi của các cái nhà cầm quyền để mà ru ngủ, để mà so dịu, để mà lương gạt cái dư luận quốc tế mà thôi, chứ thật sự ra không có quyền hành chi cả. Vì vậy trong vấn đề mà đất cát thì nói một cái người mà có thể nói là có tiếng tăm và có quyền hạn, đó là một cái ông luật sư
Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm thường trực của Văn phòng Quốc hội, thì ông đã nói như thế này: đất là một cái nguồn béo bở mà chính quyền không bao giờ chịu buông. Và thời gian qua là đối với lại họ gọi là cách mạng đi, nhà cầm quyền cộng sản, họ cho là họ là người cách mạng, thì họ đưa ra các phong trào người cài có ruộng, cải cách ruộng đất và chia đất cho người dân để làm canh tác này kia. Tuy nhiên thật sự ra thì cho đến năm 1980 thì đất nó lại trở thành là sở hữu của toàn dân, nhưng mà lại do nhà nước quản lý. Vì vậy cho nên người ta thấy rằng là người dân không có gì cả, anh chỉ tạm thời anh hưởng, anh ở trên cái đất đó mà thôi. Nhưng mà người dân khác thì có thể, nếu những người bình thường thì không có thể sang đoạt, không thể lấy nhà lấy đất của anh. Nhưng mà một viên chức của chính quyền có thể tịch thu, có thể làm những luật lệ, có thể ra những cái chính sách này chính sách kia để lấy đất của anh, và người ta quá giá. Buồn thay là khi người ta quá giá xong rồi thì cái miếng đất đó người ta mua của anh là 1 triệu thì người ta bán ra là có thể nó 50 triệu, 30 triệu, 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu, gấp bao nhiêu lần, chứ không phải gấp 1, gấp 2, 3 lần. Thì vì vậy cho nên các cái người mà đấu tranh ở trong Việt Nam, các cái người có tiếng nói nhưng mà không có quyền, người ta lại nói rằng là cái việc mà cấp đất cho người này, cấp đất cho người kia chẳng qua là một hình thức của cái sự ăn cướp đất của người khác. Và bây giờ những cái luật lệ về đất đai của năm 2013 đó họ sẽ sắp mà soạn thảo trở lại. Nhưng mà cho dù có soạn thảo gì là soạn xảo, nhưng mà đối với chính quyền cộng sản thì đất đai cũng thuộc về sự quản lý của nhà nước, không thể nào mà buông bỏ cái vấn đề là chủ quyền, cái quyền sở hữu đất đai của người dân. Và vì vậy nó đưa đến một cái vấn đề rằng là ở Việt Nam khó có cái tình trạng mà người dân sẽ sở hữu cái mảnh đất của mình. Và nó sẽ đưa tới có một cái giai đoạn, một cái giai cấp, và giai cấp sở hữu đất đai chẳng hạn như các cái người buôn bán nhà cửa đất đai họ sở hữu, như là Vingroup. Tại sao nói Vingroup? Thì rõ ràng là Vingroup ở nơi hang cùng ngõ ngách nào, ở chỗ nào mà có những cái tài sản quý hiếm, những cái đất vàng, đất kim cương, thì nơi đó có Vingroup họ sở hữu. Tại sao Vingroup làm được cái việc này? Vì rằng Vingroup có những cái sự móc nối, có những cái thân hữu ở trong chính quyền, mà các cái cấp này là những cái giới chức cao cấp, họ toàn quyền định đoạt và họ cho người này, họ lấy của kẻ kia. Cho nên vấn đề là cái quyền bình đẳng của mỗi một người công dân ở trong cái xứ cộng sản hoàn toàn không có. Cho nên nói rằng là bây giờ cho người dân ở trong cái giám sát cái chính sách về đất đai chẳng qua chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi, không bao giờ chúng ta thấy có cái việc mà bình đẳng trong đất đai. Mà cái Trung ương Đại hội năm vừa khai mạc vừa qua thì Nguyễn Phú Trọng cũng đặt vấn đề về đất đai. Tại sao từ 70 cho đến 80% các cái vụ khiếu kiện về đất, những vụ khiếu kiện là liên quan tới đất, và đất làm cho người này giàu, làm cho người kia nghèo, và cũng làm cho người ta đi tù. Nhưng mà cuối cùng cũng do nhà nước quản lý. Vì vậy vấn đề đất đai ở Việt Nam muốn giải tỏa nó thì chỉ có lật trở lại, suy ngược trở lại cái tư tưởng mà cố hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà muốn như vậy thì thưa anh, chỉ có cách là thay đổi cái chế độ cộng sản mà thôi, thưa anh. Dạ, kính cảm ơn quý vị. Chương trình chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi ở những lần sau. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau. Kính chúc mọi sự an lành đến với quý vị và gia đình.